Sau 2 tuần tranh tài, giải bóng đá thị trấn Nưa mở rộng lần thứ nhất năm 2023 do Hội Thiện Nguyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Nưa huyện Triệu Sơn tổ chức đã khép lại bằng trận chung kết đầy cảm xúc. Vượt qua 10 đội bóng khác tham dự giải, FC thị trấn Triệu Sơn so tài với FC thị trấn Nưa trong trận chung kết. Trận đấu này đã thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Mặc dù chỉ là giải đấu phong trào, nhưng giải bóng đá thị trấn Nưa mở rộng lần thứ nhất đã góp phần tạo điều kiện và phát triển phong trào rộng khắp cho mọi người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể lực, tăng cường học hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, là cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên tham gia luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trận chung kết giữa FC thị trấn Nưa và thị trấn Triệu Sơn đã diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Tất cả những cầu thủ và khán giả đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. FC thị trấn Nưa hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng FC thị trấn Triệu Sơn đều gỡ hòa thành công, thậm chí còn vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Trong những phút cuối của trận đấu, FC thị trấn Nưa đã gỡ hòa thành công với tỷ số 3 đều, qua đó khiến trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút penalty cân não. Trong loạt đấu này, FC thị trấn Nưa có tới 2 lần để định đoạt trận đấu, nhưng đều không tận dụng thành công. Ngược lại, FC thị trấn Triệu Sơn lại tỏ ra bản lĩnh và có phần may mắn để có chiến thắng trong trận chung kết này. Trong buổi lễ trao giải, ban tổ chức đã trao những danh hiệu cá nhân như thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất. Trao giải phong cách cho FC Thái Hòa. Với chiến thắng trong trận tranh giải 3, FC Dân Lực giành huy chương đồng. Để thủ đáng tiếc trong trận chung kết, FC thị trấn Nưa giành huy chương bạc. Mặc dù không có được ngôi vị cao nhất, nhưng đây cũng là thành tích đáng tự hào của cầu thủ FC thị trấn Nưa. Trong khi đó, với chiến thắng trong trận chung kết, FC thị trấn Triệu Sơn đã giành huy chương vàng và cúp vô địch giải bóng đá thị trấn Nưa mở rộng lần thứ nhất năm nay. Sự thành công của giải đấu không chỉ là lối chơi nhiệt tình của cầu thủ, sự cuồng nhiệt của cổ động viên, mà còn là sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân.